các bạn. Tôi là Paul và đây là Max. Chúng tôi là The Funky Handsome đến từ Destiny Family. Chúng tôi sẽ có một bài showcase locking tại giải Urban Jam 2014 ngày vào ngày 3 tháng 8, tức là chủ nhật tuần này, tại Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, số 55B Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất. Hẹn gặp tất cả các bạn tại giải đấu. Yo, peace out.